Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ 7 lãnh đạo cấp tỉnh do sai phạm. Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về kinh tế Việt Nam dù có vài trở ngại. Việt Nam ưu tiên khởi công đường sắt cao tốc với Trung Quốc trước năm 2030. Pháp thả dù 7 tấn viện trợ xuống miền Bắc Gaza. Trẻ em di tản ở Gaza vô vọng trong bom đạn chiến tranh. Anh Ukraine ký thỏa thuận hợp tác sản xuất vũ khí. Tập Cận Bình nói không ai có thể ngăn Trung Quốc đoàn tụ gia đình với Đài Loan. Phiến quân Myanmar sắp chiếm thị trấn biên giới, Thái Lan siết chặt an ninh. Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với một số đảng viên là lãnh đạo và cựu quan chức ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang và Gia Lai do có sai phạm. Ban Bí thư đã xem xét trường hợp ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên theo Thông tấn xã Việt Nam. Các cá nhân khác bao gồm ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi, ông Nguyễn Thế Bình, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang và ông Nguyễn Tư Sơn, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai. Sau khi xem xét kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ban Bí thư nhận định các cá nhân nói trên vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cũng như vi phạm các quy định về ứng xử của đảng viên và nghĩa vụ làm gương. Quyết định khai trừ kể trên là động thái mới nhất trong hàng loạt vụ án tham nhũng mà Việt Nam đang thực hiện thông qua chiến dịch đốt lò do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng khiến hàng trăm quan chức cấp cao, bao gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị đã ngã ngựa. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Eurocharm vừa công bố chỉ số niềm tin kinh doanh BCI của quý 1 năm 2024 cho thấy cộng đồng các hãng châu Âu ở Việt Nam có mức lạc quan cao về nền kinh tế nước chủ nhà. Theo bài đăng của Eurocharm tại Việt Nam trên trang web của họ hôm 7 tháng 4, BCI trong quý đầu tiên của năm nay đạt con số 52,8 là mức cao nhất kể từ quý 3 năm 2022 và được xem là dấu hiệu rõ ràng về niềm tin tăng lên trong các doanh nghiệp châu Âu hiện diện ở Việt Nam. Eurocharm cho hay việc khảo sát về chỉ số nêu trên được tổ chức nghiên cứu Decision Lab thực hiện với hơn 1.400 thành viên của Hiệp hội đang hoạt động ở Việt Nam. Theo cuộc khảo sát của Eurocharm, có tới 54% doanh nghiệp được hỏi thể hiện rằng họ nghiêng mạnh về hướng khuyên các doanh nghiệp nước ngoài khác đầu tư vào Việt Nam, xem nơi này là một điểm đến hàng đầu cho việc đầu tư và chấm điểm ở mức 8 trên 10. Về dài hạn, mức độ lạc quan càng cao hơn với 71% doanh nghiệp cảm thấy tích cực về triển vọng ở Việt Nam trong 5 năm tới. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng chỉ ra một số trở ngại đối với giới kinh doanh. Hơn một nửa các hãng được hỏi ý kiến nói rằng các gánh nặng hành chính là trở ngại chính đối với cả việc khởi sự kinh doanh, làm ăn lẫn việc mở rộng hoạt động. Việt Nam đặt mục tiêu khởi công xây dựng hai tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Hà Nội với Trung Quốc trước năm 2030. Văn phòng Chính phủ Việt Nam cho biết hôm 8 tháng 4, theo kết luận của Thường trực Chính phủ về quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nguồn nhập khẩu quan trọng cho lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Hai nước hiện đã được kết nối thông qua hệ thống đường cao tốc và hai tuyến đường sắt cũ mà phía Việt Nam cần phải nâng cấp. Theo kế hoạch, một trong những tuyến đường sắt cao tốc sẽ chạy từ các thành phố cảng Hải Phòng và Quảng Ninh của Việt Nam qua Hà Nội đến tỉnh Lào Cai, giáp danh với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong một thông cáo đưa ra vào cuối ngày thứ Ba. Tuyến còn lại sẽ chạy từ Hà Nội đến tỉnh Lạng Sơn, giáp khu vực Quảng Tây của Trung Quốc, đi qua khu vực đông dân cư với các cơ sở sản xuất toàn cầu, trong đó có một số thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Trung Quốc. Bộ này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các dự án. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đã gặp lãnh đạo các công ty đường sắt Trung Quốc hôm thứ Hai trong chuyến thăm Bắc Kinh, nơi ông được Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp. Ngư dân xứ Tri Thủy đã theo con sông Nại này để ra đầm Nại kề bên cho công việc nuôi hàu. Đầm Nại là vùng nước tự nhiên nằm sâu trong đất liền, có cửa liên thông với biển qua lạch Đinh Chữ, được ngư dân dùng làm ngư trường cho nghề nuôi hàu. Con hàu này, ví dụ là nó ban đầu mình nuôi nó bằng cái hộp cát vậy,
từ 3-4 tháng sau nó bự như vậy, mình bán giờ Khánh Hòa nó mua, Khánh Hòa thì nó mua giờ nó cho tôm ăn, mình bán hào cho tôm ăn nó như vậy, nếu mình đợi bán cho khách đùa thì mình đợi lâu tháng nó bự như vậy, nó vậy, nó cũng vô chừng mình muốn sao mình muốn à, tùy cái đó là tùy mình. Hào sống bám vào một giá thể như bám vào các rạn đá móng cầu, thu hoạch hào tùy vào nhu cầu sử dụng. Một vụ nó được là 5 tháng. Đó, còn người ta người nào mà người ta làm mà hào người ta bán nuôi tôm rồi thì cỡ 3 tháng rưỡi 4 tháng người ta bán. Đó là thu nhập ít. Còn người ta mà để 5-6 tháng á thì hào nó lớn á nên người ta thu nhập nó đỡ hơn. Đó, nói chung là vậy. Bà con thu hoạch hào từ các bè nuôi ngoài đầm Nại rồi vận chuyển về tập kết ở dưới chân cầu Tri Thủy để sơ chế. Theo lời kể của ngư dân Nguyễn Văn Hiệp thì vốn liếng cần cho nghề nuôi hào ở đầm Nại chủ yếu là ở phần đóng bè. Nhiều khi bà con muốn làm mà không có tiền phải đi vay xuống ngân hàng vay. Nó cũng vay được 5-30 triệu, nói chung làm cái này cũng nó vốn dạng nhiêu không? Nó cũng vài chục triệu rồi, ví dụ người ta làm nhiều thì 100-200 triệu rồi vậy. Mình làm ví dụ 3 bè thì mình đóng 1 bè nó trung bình là 35 triệu một cái. Nghề này với dân cư khu đầm Nại thì như lời của ngư dân Phạm Văn Minh cũng kiếm được của ăn của để. Nói chung ra đời sống của ngư dân đi thủy ở đây á, nói chung ra là hồi trước thì cũng hơi cơ cực lắm. Đó, mà từ khi đến khi mà có cái quy trình để mình nuôi hầu á, thì bà con ở đây làm ăn thì cảm thấy nó cũng được. Ngư dân Phạm Văn Minh cho rằng ở đây còn có yếu tố thiên nhiên ưu đãi khi vùng đầm Nại này ít bị sóng gió, ít tàu thuyền qua lại nên thích hợp cho việc nuôi hào thương mại dành cho ẩm thực lẫn làm thức ăn thủy sản. Quân đội Pháp hôm 9 tháng 4 thả dù 7 tấn hàng viện trợ xuống miền Bắc Gaza, trong lúc vùng đất bị tàn phá của người Palestine đang đối mặt với nạn đói và dịch bệnh lan rộng, 6 tháng sau khi chiến dịch trên không và trên bộ của Israel bắt đầu. Lực lượng vũ trang Pháp cho biết, viện trợ, chủ yếu là lương thực và các nhu yếu phẩm cơ bản, được thả dù với sự phối hợp của chính phủ Jordan và theo yêu cầu của nước này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9 tháng 4 một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để hạn chế thương vong dân sự ở Gaza và thả tất cả con tin trong một bức thư ngỏ mà ông đồng ký với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Quốc vương Jordan được đăng trên tờ báo tiếng Pháp Le Monde. Các cơ quan viện trợ đã phàn nàn rằng Israel không đảm bảo đủ cho cư dân Gaza tiếp cận thực phẩm, thuốc men và các nguồn cung cấp nhân đạo cần thiết khác, và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu Joseph Borrell đã cáo buộc nước này sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh. Israel nói viện trợ đang được chuyển đến Gaza nhanh hơn sau áp lực quốc tế nhằm tăng khả năng tiếp cận, nhưng số lượng còn gây tranh cãi và Liên Hiệp Quốc cho biết số viện trợ còn thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu để đáp ứng nhu cầu nhân đạo. Trong ngày 10 tháng 4, xe tải viện trợ được nhìn thấy tiến vào khu vực Rafah của Gaza. Israel cho biết 468 xe tải viện trợ đã di chuyển vào Gaza hôm 9 tháng 4, mức cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu, sau khi có 419 chiếc vào hôm 8 tháng 4, mặc dù Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ và Liên Hiệp Quốc đưa ra con số thấp hơn nhiều. Trong đó, Liên Hiệp Quốc cho biết nhiều xe tải chỉ chở một nửa trọng tải do các quy định kiểm tra của Israel. 6 tháng sau chiến dịch trên không và trên bộ của Israel ở Gaza, khơi mào bởi cuộc đột kích của Hamas vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái, Gaza đang đối mặt với nạn đói và bệnh tật lan rộng. Gần như tất cả cư dân ở đây hiện đang vô gia cư. Trong khi hàng triệu người Hồi giáo trên khắp thế giới đang cử hành lễ Eid hôm 10 tháng 4, đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan với các lễ hội, tiệc tùng và họp mặt gia đình, không mấy người ở Gaza có thể tìm được niềm an ủi từ thời điểm đặc biệt này. Giữa các lều bạt trong trại tị nạn dành cho người Palestine di tản ở Rafah, một số trẻ em đi hứng nước từ những chiếc xe lừa, trong khi những đứa trẻ khác tụ tập xung quanh một người đàn ông đang đánh trống, tạm quên lãng 6 tháng xung đột, các cuộc không kích, pháo kích, tấn công trên bộ của Israel và khủng hoảng nhân đạo. Cuộc chiến nổ ra hôm 7 tháng 10 năm 2023
khi nhóm Hamas người Palestine tràn qua biên giới, tàn sát miền nam Israel, giết chết 1.200 người và bắt 253 con tin, theo thống kê của Israel. Israel đáp trả bằng các cuộc không kích dữ dội và xâm lược trên bộ, khiến hơn 33.000 người Palestine thiệt mạng, hơn 75.000 người bị thương và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Hầu hết trong số 2,3 triệu cư dân của Gaza hiện trở thành vô gia cư. Các bệnh viện bị phá hủy, thuốc men khan hiếm và nhiều người ở Gaza có nguy cơ lâm vào nạn đói. Khi người Palestine nhìn quanh dải Gaza, chẳng có gì đáng để ăn mừng. Israel tuyên bố sẽ tiếp tục áp lực quân sự cho đến khi tiêu diệt được Hamas. Hơn 1 triệu người đang chen chúc tại Rafah, ở biên giới phía nam của Gaza với Ai Cập, sau khi chạy trốn khỏi những ngôi nhà bị bắn phá ở phía bắc. Đây là nơi tương đối an toàn cuối cùng ở Gaza. Nhưng Israel đã nhiều lần vạch ra kế hoạch tấn công Rafah nhằm tiêu diệt các tiểu đoàn còn lại của Hamas. Ukraine và Anh ký một thỏa thuận khung về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và sản xuất vũ khí, theo các quan chức cho biết tại Kiev, một phần trong nỗ lực thời chiến nhằm xây dựng ngành công nghiệp vũ khí nội địa của Ukraine bằng cách hợp tác với các đồng minh. Tài liệu này được ký tại một hội nghị công nghiệp quân sự ở Kiev với sự tham dự của khoảng 30 công ty quốc phòng Anh. Những công ty đã đến thăm để thảo luận về các liên doanh tiềm năng với các nhà sản xuất vũ khí và quốc phòng Ukraine. Ông Greg Hands, Bộ trưởng Chính sách Thương mại Vương quốc Anh, hôm 8 tháng 4 cho biết, ông hy vọng thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích cho Ukraine trên chiến trường và cũng mang lại lợi ích cho nền kinh tế đang suy sụp của nước này trong dài hạn. Hơn 2 năm kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022, quân đội Ukraine đã bị một kẻ thù đông đảo và được trang bị tốt hơn trên chiến trường áp đảo. Trong bối cảnh, ngày càng có nhiều lo ngại rằng sự hỗ trợ quân sự từ các đối tác phương Tây của Kiev đang suy giảm, chính phủ Ukraine đang tăng cường nỗ lực sản xuất vũ khí của riêng mình và thu hút các nhà sản xuất lớn của phương Tây thành lập cơ sở sửa chữa và sản xuất ở Ukraine, bất chấp mối đe dọa từ Nga. Công ty quốc phòng Anh BAE Systems, một trong những nhà sản xuất phương Tây đầu tiên thành lập chi nhánh địa phương ở Ukraine, đã ký thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Anh để tiến hành bảo trì, sửa chữa và đại tu các loại súng hạng nhẹ trên thực địa ở Ukraine. Các quan chức cũng cho biết họ hy vọng sẽ có nhiều dự án hơn trong năm nay trong lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái. Nhiều công ty tham dự hội nghị là nhà sản xuất máy bay không người lái. Ukraine đặt mục tiêu sản xuất khoảng 1 triệu máy bay không người lái FPV trong năm nay và đang tăng cường sản xuất máy bay không người lái tấn công tầm xa để tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 10 tháng 4 nói với cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu rằng sự can thiệp từ bên ngoài không thể ngăn cản đoàn tụ gia đình giữa Trung Quốc với Đài Loan và rằng không có chuyện gì là không thể thảo luận, theo đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin. Ông Mã, Tổng thống Đài Loan từ năm 2008 đến 2016, năm ngoái đã trở thành cựu lãnh đạo Đài Loan đầu tiên đến thăm Trung Quốc và hiện đang có chuyến đi thứ hai tới nước này vào thời điểm căng thẳng quân sự sôi sục xuyên eo biển Đài Loan. Gặp ông Mã tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, nơi các nhà lãnh đạo nước ngoài thường hội đàm với các quan chức hàng đầu Trung Quốc, ông Tập nói rằng người dân ở cả hai bên eo biển đều là người Hoa. Cho tới nay, ông Tập chưa bình luận công khai về cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan hồi tháng Giêng. Đương kim Phó Tổng thống Lại Thanh Đức đắc cử Tổng thống và sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 tới. Bắc Kinh coi ông Lại Thanh Đức là một kẻ ly khai nguy hiểm. Quân đội Thái Lan ngày 10 tháng 4 thắt chặt an ninh dọc theo một thị trấn biên giới phía Tây, giáp với Myanmar, nơi phiến quân chống chính quyền tiếp tục đụng độ với quân đội đang suy yếu và hứng chịu một chuỗi thất bại. Hai chỉ huy quân đội Thái Lan nói với truyền thông địa phương rằng giao tranh đang diễn ra xung quanh Myawadi, một tiền đồn thương mại quan trọng về mặt chiến lược, đã bị Liên minh Quốc gia Karen, KNU và các nhóm đồng minh chống chính quyền tấn công. Trong một tuyên bố tuần trước, KNU cho biết quân đội của họ đã tấn công một căn cứ của chính quyền quân sự gần Myawadi, buộc khoảng 600 nhân viên an ninh và gia đình họ phải đầu hàng. Phát ngôn viên của chính quyền quân sự không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Theo nhóm xã hội dân sự mang tên Mạng lưới hỗ trợ hòa bình Karen, ít nhất 2.000 người đã phải di rời ở Myanmar do đợt giao tranh mới nhất giữa phe nổi dậy và quân đội. Quân đội Myanmar nắm quyền từ cuộc đảo chính năm 2021
sau khi lật đổ chính phủ dân sự dân cử, đã phải đối mặt với một loạt thất bại trước liên minh lỏng lẻo của các nhóm nổi dậy sắc tộc và phong trào dân quân đã mở rộng trong 3 năm qua. Quân đội của chính quyền quân sự đã mất quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ dọc biên giới Myanmar với Bangladesh, Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi quân đội hiện đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ lần đầu tiên nắm quyền kiểm soát thuộc địa cũ của Anh vào năm 1962. Trong những thời khắc thay đổi, khi thế giới dường như không chắc chắn, và những gì chúng ta nghe không phản ánh đúng những gì chúng ta thấy, chúng ta tìm kiếm sự thật. Khi chúng ta chỉ được biết một phần của câu chuyện, chúng ta mất niềm tin. Trong những thời khắc khủng hoảng, hoài bão, hy vọng và ước nguyện của chúng ta về một ngày mai tươi sáng hơn phụ thuộc vào một nền báo chí tự do. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi mang đến cho bạn những câu chuyện mà người ta bất chấp rủi ro để nhìn thấy. Chúng tôi kết nối thế giới và đoàn kết thế giới bằng sự thật. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh. Một khu rừng ngập tràn hoa chuông tím ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Hàng nghìn bông hoa tím nho nhỏ tạo nên hình ảnh lung linh sắc màu cho những cánh rừng vừa trải qua một mùa đông lạnh giá, còn chưa kịp phủ xanh trở lại. Rất nhiều cư dân địa phương đã tìm tới đây để tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên độc đáo này. Bà Dorothy Thompson là một nghệ sĩ địa phương. Mỗi năm vào dịp mùa xuân, bà đều tới đây sáng tác, vì theo bà đây là một cơ hội hiếm có, một năm chỉ thấy một lần, không thể bỏ lỡ. Ồ, hoa chuông tím thì dĩ nhiên quá đẹp rồi, bạn cứ ngắm nhìn mà xem. Hơn thế thì thời tiết nắng ấm tuyệt vời như thế này, thì sao bạn lại phải nhốt mình trong studio buồn tẻ cơ chứ? Tôi coi đây là một studio sáng tác ngoài trời để vừa có thể sáng tác, vừa tận hưởng và hít thở không khí trong lành. Mùa hoa chuông tím thường bắt đầu vào tháng 4 hàng năm ở khu vực thủ đô nước Mỹ khi nắng ấm mùa xuân tràn về. Do trùng với mùa hoa anh đào rực rỡ nên không nhiều người để ý tới loài hoa nhỏ bé này. Nhưng những người quan tâm thì luôn dành thời gian tìm tới những cánh rừng như được phủ một lớp thảm tím ở ngoại ô yên tĩnh vắng vẻ để thưởng thức vẻ đẹp của hoa chuông. Có người còn coi đây là một thú vui khi được nhẩn nha trong một khu rừng tím ngắt như trong các câu chuyện cổ tích. Tôi rất thích và suốt 8 năm qua, năm nào tôi cũng tới đây. Bạn thử nhìn xung quanh xem, có cảm giác như là khung cảnh trong các câu chuyện của anh em nhà Grimm vậy. Khung cảnh ở đây thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây và thấy ngạc nhiên rằng bao nhiêu năm qua, tại sao mình lại bỏ lỡ một nơi như thế này. Tuy hoa chuông không rực rỡ như anh đào, nhưng lại rất hấp dẫn bởi những cánh rừng như thế này như đưa người ta vào thế giới cổ tích. Thông thường, những cánh rừng hoa chuông tím như thế này đều thuộc sở hữu của các nông trại địa phương. Mỗi năm đến mùa hoa, các nông trại này lại mở cửa miễn phí cho cư dân và du khách tới thưởng lãm. Vì thế mà bên cạnh việc thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên, thì khách tham quan còn được tìm hiểu về đời sống tại các nông trại và tìm hiểu về một số sản phẩm thủ công được sản xuất tại chỗ như các loại mật ong rừng hay các loại mứt và bánh trái cây. Đây cũng là thời điểm khởi đầu cho mùa tham quan nông trại kéo dài đến cuối tháng 10 hàng năm của cư dân sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Hai thế hệ người Mỹ gốc Việt, một là những nhà thơ, nhà giáo gạo cội từng được giáo dục và dạy học tại Việt Nam trước năm 1975. Một là những thầy cô người Việt đang giảng dạy chương trình song ngữ Anh Việt trong các trường công lập ở Mỹ. Tổ chức buổi trao đổi học hỏi về thể thơ Lục Bát tại Viện Việt Học hôm 31 tháng 3 ở Lido, Sài Gòn, miền Nam, California. Tại đây, các thầy cô giáo trẻ người Mỹ gốc Việt có dịp được các bậc tiền bối nay đã về hưu ở Lido, Sài Gòn, thuyết giảng cho họ về thể thơ Lục Bát của Việt Nam. Em cho chị mượn chồng em vài ngày, của chua ai thấy chẳng thèm. Em cho chị mượn chồng em vài ngày. Bây giờ bà chị thấy ông em rể đẹp trai khỏe mạnh, cho em bà cho chị mượn chồng em, mượn chồng. Cô em trả lời thế này,
chồng em nào phải trâu cày mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm. Chứ mượn ông chồng mà mượn cả ngày lẫn đêm, cái chuyện mượn đó nó ác hơn là chữ nhờ, nó sâu hơn là cái chữ thuê. Đấy, đấy, mày mượn cô ấy về khâu cho cùng. Giáo sư Trần Huy Bích là một cái cây cổ thụ trong nền văn học, và thầy thuộc rất là nhiều thơ, thầy rất là giỏi trong các án văn thơ. Và hôm nay thì thầy trình bày về thơ Lục Bát cũng như là Song Thất Lục Bát, là hai cái thể thơ mà em rất là yêu thích và em cũng mong muốn được học thêm nhiều. Vì em đã biết các cái luật chính, nhưng mà em muốn học thêm về tất cả những cái biến thể mà mình có thể chấp nhận được trong thơ Lục Bát. Tôi thích trình bày thể thơ Lục Bát đầu tiên vì đó là thể thơ của Việt Nam, thể thơ đặc sắc riêng của Việt Nam, Trung Hoa không có. Chúng ta có lối gieo vần ở giữa câu trong những thể thơ Lục Bát và Song Thất Lục Bát. Ví dụ như Lục Bát thì nó phải là 6-8, nhưng mà cũng có những khi Lục Bát biến thể, chẳng hạn như là gió mùa thu, mẹ ru con ngủ, năm canh chày, thức đủ vừa năm. Đó là một cái sự biến thể của thơ Lục Bát, nhưng mà nó suông quá, nó hay quá, cho nên nó trở thành một cái âm điệu, một cái giai điệu tự tình mà người Việt Nam chúng ta ai cũng nhớ được hết. Và từ ái mong muốn được hỏi thêm nhiều để truyền lại cho các em, để dạy lại cho các em, để các em cũng yêu tiếng Việt giống như mình. Trong việc dạy tiếng Việt, muốn cho các em không thấy nhàm chán, cần phải có thơ văn, cần có nhạc giúp vào, thì cũng làm cho phong phú hơn cái đời sống tinh thần của những người Việt ở xa nước, của cộng đồng ở ngoài nước. Các buổi giảng thơ, ra mắt sách, ca nhạc và hội luận về lịch sử văn học nằm trong số các sinh hoạt văn hóa phong phú đa dạng của cư dân ở Little Sài Gòn, Nam California, nơi được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn tại Mỹ. Hiện có khoảng 2.3 triệu người Việt đang định cư tại Hoa Kỳ, gần 800.000 người trong số này đang cư ngụ tại California. Cần chi cải chính chiến công, cầm cương cưỡng chiếm coi chừng cuộc chơi. Bao giờ anh cưới được nàng, để anh xây gạch bát tràng về xây. Đây là trung tâm việc làm cộng đồng La Comena đảo Staten. Tổ chức phi lợi nhuận này của thành phố New York giúp người lao động nhập cư được đào tạo nghề. Không có lan can, nên không thể biết liệu họ có đeo trang bị lao động hay không. Marilyn Villamar, 20 tuổi, người Ecuador, là một trong số ít những người mới đến được chọn từ danh sách chờ rất dài để được huấn luyện an toàn lao động tại công trường xây dựng. Quy định của thành phố New York bắt buộc các lớp học này. La Comena cho biết chúng thường có giá từ 600 đến 1.000 đô, nhưng tổ chức này dạy miễn phí và bằng tiếng Tây Ban Nha. Chương trình này giúp trao cho tôi một cơ hội. Tôi sắp kiếm việc làm trong ngành xây dựng. Theo Hiệp hội các nhà thầu và công ty xây dựng ABC, ngành xây dựng sẽ phải tuyển dụng thêm hơn 500.000 lao động trong năm 2024 để đáp ứng nhu cầu. Còn số này cao hơn tốc độ tăng trưởng bình thường của ngành là khoảng 200.000 đến 300.000 công nhân mỗi năm. Đại dịch đã khiến nhiều người nghỉ hưu sớm. Và vì không có đủ dòng người lao động trẻ, những người trẻ hơn tham gia vào ngành xây dựng, bạn sẽ gặp phải tình trạng thiếu hụt cơ cấu. Một sự thiếu hụt mà La Comena tin rằng người di cư có thể giải quyết. Cộng đồng của chúng tôi rất háo hức được đi làm, chuyển đến nơi làm việc và tiến thân. Nhưng Cepeda nói rằng tổ chức phi lợi nhuận này cần nguồn tài trợ của liên bang hoặc tiểu bang để tiếp tục cung cấp chương trình đào tạo miễn phí cho số lượng người di cư nộp đơn ngày càng tăng. Tôi nghĩ đó là điều đôi bên cùng có lợi và nên là sự đầu tư ở cấp tiểu bang. Tôi nghĩ nó thậm chí có thể giải quyết một số lo ngại của nhà nước về việc chi tiền cho các dịch vụ xã hội. Nếu mọi người có việc làm thì họ có thể mua được những thứ khác. Nhưng một số chính trị gia địa phương tin rằng việc tiêu tiền của người nộp thuế cho những người di cư mới đến là không công bằng đối với công dân Mỹ. Tôi không thấy ai có đầu óc tỉnh táo lại nghĩ rằng đó là một chính sách tốt cho Hoa Kỳ. Tôi biết có rất nhiều người muốn làm việc, nhưng cũng có rất nhiều người là công dân Mỹ cũng muốn làm việc. Hãy cố gắng giúp đỡ họ. Thị trưởng New York nói rằng thành phố sẵn sàng chi hơn 12 tỷ đô cho đến tháng 6 năm 2025 để giảm thiểu khủng hoảng người xin tị nạn. Fosia không chấp nhận điều đó. Khi chúng tôi lần đầu yêu cầu ước tính cách đây hơn một năm rưỡi, ước tính sẽ là khoảng nửa tỷ đô la để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở thành phố New York. Bây giờ, họ ước tính 10 cho tới 12 tỷ đô la chỉ trong một năm rưỡi,
tương đương khoảng 143.000 đô la cho mỗi người di cư mỗi năm. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành xây dựng chia sẻ quan điểm của La Comena rằng đầu tư vào những người mới đến Mỹ là đầu tư cho tương lai. Khi bạn có một khoản nợ quốc gia khổng lồ và bạn có rất nhiều lực lượng lao động tiềm năng trong nước, bạn cần bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng lực lượng lao động tiềm năng đó một cách hiệu quả hơn. Hầu hết các chuyên gia cho rằng chi phí ban đầu cho việc hòa nhập người di cư vào cộng đồng có thể cao, nhưng lợi ích kinh tế và xã hội lâu dài thường lớn hơn những khoản đầu tư đó. Sâu keo mùa thu đã gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng trên khắp châu Phi kể từ khi nó xuất hiện vào năm 2016. Tại Đại học Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên Lilongwe, Malawi, nhà khoa học nghiên cứu công nghệ sinh học Kingdom Wapata đang lãnh đạo các cuộc nghiên cứu về các giống ngô có gen đã được biến đổi để chống lại sâu bệnh. Cây trồng biến đổi gen như vậy được gọi là sinh vật biến đổi gen hoặc GMO. Vì vậy, chúng tôi cần một giải pháp vì nông dân của chúng tôi đang gặp khó khăn. Mục đích chính của nghiên cứu này là xác định xem liệu loại gen có khả năng kháng sâu xanh mùa thu và các côn trùng thuộc bộ cánh vảy khác có hiệu quả hay không. Các cuộc thử nghiệm dự kiến sẽ mất khoảng 5 năm. Chúng được tiến hành trên một cánh đồng ngô có rào chắn và cách xa bất kỳ loại cây trồng truyền thống nào 500 mét để tránh khả năng bị ô nhiễm bởi các giống truyền thống. Trong khi đó, các nhà lập pháp, các nhà lãnh đạo truyền thống và nông dân đã đến thăm địa điểm thử nghiệm để quan sát tiến trình của nó. Một số người nông dân rất hào hứng với cuộc thử nghiệm đang diễn ra trong năm đầu tiên. Việc này sẽ giải quyết được vấn đề thiếu tiền mua thuốc trừ sâu diệt sâu keo mùa thu, vốn đã ảnh hưởng đến vụ thu hoạch ngô của tôi nhiều năm nay. Và bây giờ tôi là một nông dân hạnh phúc vì những thử nghiệm này đã mang lại giải pháp. Một nông dân tự cung tự cấp khác có tên Estitere Kanjawala tỏ ra hoài nghi về công nghệ này. Bà lưu ý rằng việc thay thế các giống ngô địa phương bằng các giống ngô lai năng suất cao đã tạo ra những rắc rối mới. Những giống mới này không tốt chút nào. Bạn không thể thu hoạch bất cứ thứ gì nếu không bón phân, và chúng cũng dễ bị sâu bệnh tấn công. Đó là lý do tại sao tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Nhưng với các giống địa phương, chúng tôi có thể thu hoạch ngay cả khi không cần bón phân. Nhà nghiên cứu Wapata cho biết cây trồng biến đổi gen đã được giới thiệu một cách an toàn ở những nơi khác, bao gồm Hoa Kỳ, Brazil và Argentina. Nhưng nhiều người ở Malawi lo ngại về những tác động có thể xảy ra đối với sức khỏe và môi trường. Vì vậy, mặc dù mục tiêu là đảm bảo sâu đục thân hay thậm chí sâu keo mùa thu không tấn công ngô, nhưng thực tế việc đưa loại ngô biến đổi gen này vào sử dụng sẽ ảnh hưởng đến các loài côn trùng có ích khác như ong và các loài chim khác. Vì vậy, đó là điều mà chúng tôi không mong muốn. Chúng tôi không muốn làm gián đoạn chu trình đó. Kenie cũng lo ngại rằng, một khi được giới thiệu tới những người nông dân, ngô biến đổi gen sẽ cản trở các loại cây trồng địa phương khác phát triển. Wapata cho biết không có bằng chứng nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra, nhưng ông thừa nhận rằng mọi người đang lo ngại. Có rất nhiều sự hoài nghi, có rất nhiều lo lắng về chính trị, nhưng trong phân tích cuối cùng, với tư cách là nhà nghiên cứu, chúng tôi nói rằng quốc gia nên cho chúng tôi cơ hội thực hiện nghiên cứu một cách cật lực, độc lập và không bị ảnh hưởng. Wapata cho biết các nhà nghiên cứu sẽ chỉ trình bày kết quả thử nghiệm cho các cơ quan chính phủ để họ có thể quyết định xem có nên đưa ngô GMO vào Malawi hay không. Thank you.